Tại sao ngựa lại ngủ đứng? Ngựa ngủ đứng là theo tập tính sinh hoạt của ngựa hoang dã. Sở dĩ loài ngựa có thể làm được điều này là bởi vì chúng sở hữu một thứ gọi là bộ máy đứng, gồm hệ thống các dây chằng và gân cho phép khóa các khớp xương ở chân khi chúng ngủ để duy trì được tư thế thẳng đứng mà không cảm thấy mệt mỏi. Điều thú vị là không phải lúc nào ngựa cũng ngủ đứng. Trong trường hợp cần ngủ sâu để hồi phục sức khỏe, chúng cũng sẽ nằm ngủ như hầu hết các loài thú khác. Lúc này đàn ngựa sẽ thực hiện chiến thuật làm việc nhóm. Cụ thể, một chú ngựa nhận nhiệm vụ canh gác trong khi cả đàn chợp mắt. Một phút biết hết, nếu kết xin một like.